đi chuối nó chảy bậc thang thì chảy xuống mình mới thấy cao 27 28 mét trên cao độ. Tại khi nào mới được đưa vào hoạt động? Tháng 5 ấy, tháng 5 là mình cho phép chôn rồi là thời điểm đấy. Còn bán lẻ thì có thể sớm hơn. Cái nhà cái diện tích của cái nhà cực kỳ rộng, thiết kế bên trên là nó theo cái kiểu là cái vách di động. Là có thể là về sau người ta dời qua dời lại là mình chơi thì ai nghĩ là cái dự án về hoa viên chôn người mất mà nó tầm vượt cờ như này đâu, mà chỉ đơn giản là nghỉ các cái truyền thống trước thôi. Khi mà khách hàng lại đang xuống một phía bên kia lại chị, phía bên kia cũng ngộ luôn à, đúng rồi chị, cho tới cái diện tích của mình chiều ngang cho tới cái chỗ cái cao su ấy, nó giống như bên này luôn, gọi là người ta thi công thái kẻ vào văn. Kim tỉnh nó dài nó rộng lắm.